Mới đây, tài khoản Weibo của Liên hoan phim truyền hình Thượng Hải đã tiếp tục công bố những bộ phim tranh giải Bạch Ngọc Lan năm 2024. Trong số các bộ phim được nhắc tới đáng chú ý có cả Vùng biển trong mơ ấy và Trường tương tư. Được biết, đây đều là những tác phẩm phim gây bão mạng xã hội năm 2023. Cá biệt thì bộ phim Vùng biển trong mơ ấy được người trong giới công nhận cả về nội dung lẫn diễn xuất của dàn diễn viên chính. Phim đã được chiếu lại lần thứ 15 trên các kênh của đài truyền hình khác và vẫn có rating rất tốt. Chỉ số nhân vật Tiêu Xuân Sinh vẫn nằm trong top 3 nhân vật hot nhất tháng. Người hâm mộ tỏ ra cởi mở và hoan nghênh những tác phẩm chất lượng của dàn diễn viên trẻ xuất hiện trong danh sách giải thưởng lớn Bạch Ngọc Lan. Tuy nhiên, không phải bất cứ tác phẩm nào đăng ký tranh giải cũng có chất lượng tốt. Trước đó, Weibo của Liên hoan phim truyền hình Thượng Hải công bố loạt phim có chất lượng vô cùng kém như Hậu Lãng, Công Tố, Giữa cơn bão tuyết, Di ái vi doanh cũng tự tin ghi danh Bạch Ngọc Lan. Điều này khiến khán giả cảm thấy khá khó hiểu, thậm chí phản cảm. Được biết, đây đều là những bộ phim ngôn tình không có giá trị cao về nghệ thuật, tình tiết phim hay diễn xuất của dàn diễn viên chính đều gây tranh cãi. Các bạn có nhận xét như thế nào về những thông tin trên? Đừng quên comment phía dưới video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp.